Xin chào tất cả mọi người, Ngọc Ánh lại quay trở lại đây. Và hôm nay trong video này, Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập, diện tích trên sổ đỏ vô cùng lớn, 50,1m² nha quý vị. 50,1m, trong đó có 19m là sân riêng đây mọi người ạ. Ngõ riêng của cái căn nhà này nằm trên trục đường ngõ thông thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà hướng nhà là hướng đông nam, có sân riêng, có ngõ riêng vào ngôi nhà. Thiết kế ngôi nhà là 32m, xây dựng là 5 tầng nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà này, nó nằm gần như là trung tâm của quận Hà Đông, gần với rất nhiều trường đại học lớn mà mọi người ai cũng biết. Ví dụ như là trường Đại học An ninh Nhân dân, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Bưu chính Viễn thông, vân vân, rất là nhiều trường. Gần với các bệnh viện lớn, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện 103, bệnh viện Ca Tân Triều. Phạm vi bán kính chỉ trong 1,5 km quay đầu thôi quý vị ạ. Và cái ngõ trước nhà là ngõ thông, xe ba gác đi qua thoải mái. Cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi ạ, rất là gần. Nằm trong khu chợ dân sinh cũng như là nằm trong toàn bộ những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày, rất là gần. Và Ngọc Ánh xin mời mọi người vào phía phòng khách của ngôi nhà, đó là tầng 1. Với cái ngôi nhà này thiết kế là 5 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ lớn, 4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi riêng biệt quý vị ạ. Và căn nhà thì được xây dựng độc lập ở phường Mỗ Lao, và cái đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những quý khách hàng nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, riêng căn nhà này thì là quý khách hàng chỉ có phải 1 tỷ đồng thôi là có thể sở hữu rồi. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa 25 năm, tối thiểu là 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào phía bên trong của ngôi nhà. Theo hiện trạng của ngôi nhà thì ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Về tất cả các phần hoàn thiện bên trong đều đã được xong hết rồi nha mọi người. Từ phần sơn, phần trần thạch cao, hệ thống đèn led cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh, tủ bếp, mọi thứ đều đã được lắp đặt và trang trí đầy đủ. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa gỗ lim nha mọi người. Đây, gạch lát nền của ngôi nhà kích thước là gạch 60-60 vân đá. Và màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này đó là màu trắng nha mọi người. Và trần thạch cao được thiết kế theo hình thức giật cấp, và hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần, trang trí rất là đẹp mắt và nổi trội nha. Vào cái bước vào không gian phòng này thì là rất là mát, bởi vì cái hướng nhà là hướng đông nam rồi mọi người ạ. Mà chắc chắn quý khách hàng nào cũng biết là hướng đông nam thì rất là mát, mùa đông ấm và mùa hè thì mát. Đồng thời là với căn nhà này ở trong cái khu dân cư yên tĩnh và rất là nhiều những cái tiện ích xung quanh như Ngọc Ánh chia sẻ đấy mọi người. Rất là phù hợp với lại gia đình vợ chồng trẻ hoặc là 2-3 thế hệ ở cùng trong một ngôi nhà này được nha mọi người. Tiếp theo Ngọc Ánh xin mời mọi người vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với gian phòng bếp đã được thiết kế xong xuôi hết rồi. Tủ bếp chữ L, đồng thời là cái bếp, tủ bếp này được thiết kế là gỗ an cường nha mọi người. Chống cong vênh mối mọt. Đấy. Phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ chất liệu là inox 304, chậu rửa, vòi rửa đều là hàng nhập khẩu hết nha mọi người. Đó. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ mặt bếp được ốp đá granite và xung quanh bếp cũng vậy mọi người nha. Đó, xung quanh bếp được ốp màu đen, nhìn rất là tinh tế và sang ạ. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên 5 tầng của ngôi nhà mọi người nha. Với ngôi nhà này thì là đã có bể ngầm ở phía dưới là 2 khối 7 và một cái bồn nước ở trên phía trên tầng 5, nó là bồn 1 khối nha mọi người. Phía cầu thang ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang đi lên là có vách gỗ CNC nha mọi người ơi. Đây đây, cái tông màu cũng rất là hợp lý, màu nâu và màu trắng rất là sang. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang đi lên các từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 là ốp đá đen trắng. Và toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp em, từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 toàn bộ là gỗ lim nha mọi người, gỗ lim Nam Phi. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà nha.
Và mọi người ơi, trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự nhau, gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh ở phía bên trong nha mọi người. Với cái ngôi nhà này thì cửa sổ mở ra hẳn hai bên, phía trước và phía bên hông này nha, rất là thoáng ạ. Đấy. Và cái diện tích căn phòng ngủ này nó có khoảng tầm 13m² nha mọi người. Có nhà vệ sinh vô cùng rộng ở phía bên trong. Đây chính là cái phòng vệ sinh này. Đây phòng vệ sinh này mọi người ơi. Rất là đẹp. Toàn bộ đã được ốp gạch lên trên tới tận trần. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Đấy, chủ đầu tư thiết kế nó đơn giản một chút thôi, nhưng mà đây mọi người có thể nhìn thấy không, thêm hai cái kệ để đồ này, bồn cầu liền khối này, lavabo này, nói chung đầy đủ, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đó. Cái tông màu gạch ở trong phòng vệ sinh này mọi người có thể nhìn thấy không, nó rất là hài hòa. Và nhà vệ sinh cũng vậy, có cửa mở ra phía bên ngoài này, vô cùng thoáng nha. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì thiết kế gần như là tương tự nhau nha mọi người. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế hệ thống trần tài cao rất là đẹp. Và cái màu sơn thì như Ngọc Ánh chia sẻ, toàn bộ là màu trắng. Cho nên là vào cái không gian của ngôi nhà nó sáng bừng lên ấy, mà nó rất là tươi trẻ, cảm giác rất là tươi trẻ. Cửa thông phòng toàn bộ của các phòng ngủ được thiết kế là cửa gỗ lim. Đó. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên xem tầng 3, tầng 4 như thế nào nhá. Với tầng 3 và tầng 4 thì như Hồng Anh nói rồi, đều thiết kế giống hệt với lại tầng 2 nha mọi người. Như vậy ngôi nhà này thiết kế 5 tầng, có 3 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng ngủ rộng rãi, thoải mái, phòng ngủ lớn thiết kế theo kiểu master. Phía nhà vệ sinh ở bên trong, đây cửa hướng ra bên ngoài này mọi người ơi. Có ban công giả có thể bước chân ra được, rất là mát nha mọi người. Đó. Từ vị trí của ngôi nhà, quan trọng nhất là vị trí thôi mọi người ạ. Vị trí nằm thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí thì Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu rồi, gần như là trung tâm của quận Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra cầu Tráng Hà Đông nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500m thôi nha mọi người. Và với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế nó cũng như vậy thôi mọi người ạ. 3 phòng ngủ rộng thôi. Thiết kế tương tự nhau. Chủ yếu là cái nhà này nó có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là cái ngõ riêng vào nhà và nằm trên cái trục ngõ thông. Giá chào bán của căn nhà này là 3 tỷ 250 triệu đồng nha quý vị. Quý khách hàng vui lòng xem từ đầu đến cuối video giúp em để có thể biết được cái thông số giá bán cũng như là cái thông số nhà vị trí chuẩn xác nhất nha. Và phần còn lại, mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Và đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà nha mọi người. Tầng 5 được thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng và không khí xuống khu vực cầu thang nha mọi người ơi. Đây ạ. Đó, rất là sáng. Và trên tầng 5 thiết kế một khu vực sân phơi và một phòng thờ. Đây chính là cái gian phòng thờ của ngôi nhà nha mọi người. Hôm nay là hình như là lần đầu tiên Ngọc Ánh đi quay video mà trời mưa mọi người ạ. Mưa rất là to luôn. Đây là phần sân phơi nha mọi người ơi. Đây. Đây chính là phần sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà mà chắc là ai cũng quan tâm. Phần sân phơi được thiết kế rất là rộng. Hiện tại thì trời mưa đây mọi người ạ. Đó, khu vực để máy giặt ở đây. Đây nha mọi người. Thì gần như là cái thông tin nhà, thông số nhà, rồi giá bán, rồi tất cả mọi thứ của cái nhà này Ngọc Ánh đã chia sẻ gần như rất là đầy đủ và chi tiết rồi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình.